Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. Chào quý khách, vui lòng đưa thẻ ngân hàng để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. What the fuck? Hehe. Trời mẹ, số dư của quý khách còn đúng 60.000 thôi, thưa quý khách. Má nghèo còn bị đặt làm thẻ ngân hàng đồ nữa. Nhìn cái mặt là ta biết nghèo rồi đó, khỏi bàn cãi gì nữa. Quý khách éo thì rút hết tiền trong thẻ được. Quý khách phải chừa lại tối thiểu 10k trong thẻ thưa quý khách. Quý khách mà rút hết tiền thì ngân hàng lấy gì ăn? Quý khách vui lòng cầm lại thẻ giùm cái. Đứng xê ra thưa quý khách, nghèo mà đứng gần nó lay. Chào quý khách, vui lòng đưa thẻ ngân hàng để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Số dư là 20k. Má ngày nào tao cũng gặp khách như mày, chắc ngân hàng tao phá sản. Quý khách eo thì rút hết tiền trong thẻ được. Quý khách phải chừa lại tối thiểu 10k trong thẻ thưa quý khách. Quý khách eo thì rút hết tiền trong thẻ được. Má, con máy này nó hư rồi, 20k lận mà rút mãi không được. Má, con chim này lì ghê trời. Thằng cha không cứu nổi mày, có 20.000 mà cũng bày đặt gửi ngân hàng. Thế nè, cầm về thờ ông nội mày. Sau này mà tao gặp mày rút tiền ở đâu là tao đấm mày đó. Nhớ mặt tao.